10 quái vật có kích thước lớn nhất trong One Punch Man. 1. Vua cổ đại, cao 90m. 2. Vua địa ngục Pluton, cao khoảng 200m. 3. Marugori, cao 270m. 4. Quái vật người tuyết, cao 1km. 5. Psychology, ước tính cao 1,5km. 6. Giết trưởng lão, ước tính bề ngang từ 10-15m, con chiều dài khoảng 10km. 7. Quỷ đại vương, kích thước không xác định, riêng một con mắt lớn hơn tàu sân bay hạt nhân với chiều dài khoảng 300m. 8. Tàu vũ trụ của Boros có kích thước 15,024 x 9,23 km. 9. Giết hiền nhân, ước tính bề ngang khoảng 200m, còn chiều dài từ 100 đến 1000 km. 10. God, ước tính cao khoảng 3000 km.